Cái này cái máy nấu bồ công nha các bạn. Cái này dán cái đổ. Trồng đổ xuống tí xíu nữa các bạn. Này mình đổ hơi hơi. Vậy phải làm bầu lại đục đế đầu lại cho nó thành cái dán cái đổ. Đục mấy cái rễ này xuống tí xíu nữa. Hoặc là cắt chọn cục nung ngay chỗ này, này nha bạn. Ở đây mình chọn cục nung ngay chỗ này rồi mốt mình ra cành ngay chỗ này cũng được. Hoặc là bạn vô gần tới cái co chọn cục nung ngay chỗ này cũng được. Rồi dẫn một cái cành đổ ra nữa. Cái này hoành trên 20 nha bạn. Chỗ này chắc khoảng 23 24. Nuôi bồ công nha bạn, nuôi bồ công nó lớn nha. Nhà mình đăng một số cây, anh em nào thấy cây nào được mua. Cái cây này người ta vô rộng từ nhỏ luôn á, vô rộng từ nhỏ tới lớn khoảng 4 năm nữa nè. Nuôi công nha bạn. Ngày chuẩn bị vô mùa hạn rồi, không biết chừng nào năm nay, không biết chừng nào mua mưa. Thời tiết cũng khá là khắc nghiệt, khá là nóng. Đi chào ngoài đường thấy cũng khá là nóng mà, quá nóng luôn. Nuôi công nè. À.